thơ. Phật mười phương tiến đến Tây Phương. Những ai chân nào bốc giang thần chư Phật chứng minh. Nhị à chật bốc giang, nhị chật bốc giang vong giả, vong giả giang sanh tình đồ. Tâm chật bốn ma giang toàn tóc ma, toàn tóc ma thọ phước thiên đi. Các sướng thọ vàng vàng ta lễ ba ba ô bốn giá hoàng khai, hoàng khai phương định kỳ viết lời lãng tồn phong hỷ thiện duyên tăng chồn thành tâm thật chân tăng chấm giờ tí cử bút đề danh nhất tự thấu cầu thiên, nhất sông đồng tự khai ô lòng Địa Tạng Bồ Tát Đề Hồng Quy. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi, đại bi A Di Đà Phật.
lưng mà hồi lộ tàu cấp niềm mà đi Oh.
là sự sống tình yêu
là ngọt ngào đắng cay, là hương thơm dịu ngọt, là vốn liếng trong mỗi chúng ta. Quê ta lòng mà có tè, quý báo thầm mang trong ma dương dục, quý báo thầm công dương dùng nhớ mẹ. Mẹ ơi bây giờ mẹ ở đâu, thương mẹ hiền nay đã dịch tiễn dương trần. Ai à, mẫu thân a mẹ thảo thương như xưa hay yêu con hồn phách trở lại. Dông linh ơi vượt muôn dặm đường dài, từ quy mong ma quanh, từ quy mong quanh trở về lai gian đường, về đến nhà đứng trước cửa cất lên hay tiếng gọi ơi, con ơi nhưng ta ngôi người dưỡng tới làm sao nhìn thấy được, rồi khi ấy chân lên mới chợt nhận ra rằng ôi thôi nay ta đã không còn là người của dương gian nữa rồi. Giờ này quý chí trước án tiền để hầu Phật nghe kinh, giải nghiệp xứ để hồn được nhẹ nhàng, nghe kinh kệ tỏ ngộ trần gian là máu xíu tối. Dòng linh ơi thiết nghị đến với cuộc đời này bằng đôi bàn tay trắng,
rồi nay trở về lại chắn đôi bàn tay. Phải chắc một gánh trống và tội, để lại buồn vui chốn dương gian. Giờ này hồi tưởng lại 74 năm về trước, tại đất Bình Dương muốn điều tươi đẹp. Nhà họ Phạm đập trổ sáng người con hiếu thảo, mang danh tánh là Phạm Thị Mai. Do bởi tiền căn biết tu hồi tích phước, nên kiếp này mà đầu thai đủ vàng quá nghi. Ngày ngày thì lo ăn học, đi thì về quỳ bên cha mẹ bát nước chén trà. Ôi tâm hành hiếu thảo của người hiếu nữ ấy, trai gái trong làng ai cũng đều quý mến thương yêu. Rồi đến một ngày kia dân lệnh từ mẫu thân lập nên gia thất. Người trộn sanh na con trai trưởng Phạm Mai Phương, thứ nam Phạm Phi Long, Phạm Long Triệu, Phạm Trí Dũng, Phạm Minh Tuấn, hiếu nữ và Thị Mai Trang, Phạm Thị Diệp Tuy, Phạm Thị Thanh Thủy, Phạm Thị Bích Sơn, Phạm Thị Phương Thảo. Khi biết được có mặt của các con ở trên đời thì lòng mẹ vui mừng khôn kể. Đi mẹ cũng chẳng dám đi, sợ có mình bị chèn bị. Thân ơi mẹ cho các con đi học những điều hay thiện mỹ, sợ mai này lớn khôn vào đời thì con thua thiệt với người ta. Thân ơi giận vợ gã chồng nào là chăm sóc được các con các cháu, chén cơm manh áo thì tập sách đủ đầy, bù đắp đau thương trong giả đài cốc ly, bù đắp áo cơm bằng lời đắng cay. Điên thì trầm mặt suy tư, mong cho các con mình có một chân trời hạnh phúc cao sang. Ngài thì giàu ra nhắc nhở, khuyên các con hãy thương yêu nhau trong tình ấm lành, giả dầu dưới nắng hạ mưa đông, đắm mình trong hai xương một nắng. Mẹ ơi nay trước ăn tiền à linh dị, các con hiền cháu thảo xuống chắp tay thành kính lại thứ nhất. Con đây mất hiếu công dưỡng sanh mang nặng đẻ đau, chăm lo chu đáo trước sau, vậy mà con chưa từng nghĩ đến công ơn của mẹ hiền. Mẹ ơi lại thứ hai,
tình thương của mẹ cao cả. Suốt cuộc đời gánh nắng gánh mưa che chở cho đàn con, cho say những giấc ngủ ngon, mặc khi sương gió hao mòn tuổi xuân. Còn lại tới ba, xin mẹ hiền tha thứ tội. Nếu thợ ấu thơ các con có làm lỗi điều chi, lại tới tư khi con vấp ngã, mẹ đỡ con lên mẹ hỏi có đau không con. Đời mẹ thì lắm những gai trong, vậy có bao giờ con hỏi đau không hả? Buồn thay
Nam mô A Di Đà Phật. Thần nhị khai thần nhị
khai thần tỷ thiệt khẩu ý tam hồn. Thần tỷ thiệt khẩu ý tam hồn, nghe hiệu lệnh tất tốc nhập linh phan. Nghe hiệu lệnh tất tốc nhập linh phan. Bằng tư phật lớn địa ngục một cái dòng lên đi thọ cổ chốn diêm đài hồn cầu mong giải thoát. Ai địa tạng Bồ Tát để dẫn dẫn hồn ở quê nhớt nhớ dục liệu đi tạm thế nhất thiết Phật ứng quán Phật giới tánh nhất thiết là do tâm tạo phá địa ngục chân ngôn. À, già ra đế, già ta bà ha, bằng ư từ hóa lên ngã vị môn kha, thọ hộ nơi chốn diêm ma đài hương hồn. Cầu xin giải thoát Quán Âm Bồ Tát để dân hồn vương quy. À, nhược nhược nhân thời dục bà liễu trí tạm thế thời pháp ức pháp giới tánh nhất thiết là do hảo hảo tâm tạo án già ra đế già ta bà ha. Chứ Nam mô Định Tâm Vương, Định Tâm Vương Bồ Tát. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát. Chân linh ơi, đêm nay là tiếng báo trở về đây. Trăm nhân ngàn thương ngóng nèo mây, gió đông ghé lạnh buồn một thơ. Mẹ hiền lầm đầm gian hao gây. Đang ngồi mơ thấy đó còn đoàn viên được mẫu tử. Rồi mai đây bọc phốt liền đấu nèo âm dương. Mẹ hiền đã đi các con ở lại đón trường. Rồi kể từ đây gia đình này vắng vẻ, ngó trước ngó sau nào thấy dáng của mẹ đâu. Rồi kể từ đây các con các cháu đi sớm về chiều, một mình thiếu thiểu. Nhiều khi bước về nhà bất chợt gọi lên tiếng mẹ.
mẹ ơi. Nhưng ra ngôi bóng hình ấy nay đã không còn nữa. Lời dạy bảo của mẹ năm nào thì các con còn luôn ghi nhớ. Nhớ câu mẹ dạy tuổi mang con, nhớ đêm thao thức mẹ gì con gì cháu lo nghĩ. Nhớ lại lúc gian cảnh này ngặt nghèo làm mẹ rực. Kể từ đấy các con còn biết tiền đâu chút mặn nồng. Lá rơi rơi mãi thoát hư không, chợt thương chợt nhớ tim xe thắt. Thắp nên tâm hương có nguyện dòng, nguyện chân linh đạo màu sớm to. Miền Tây Phương thì lời Phật nghe kinh, hiện tiền ở dương thế. Con thảo cháu hiền dâu rể nội ngoại đều được an bên mình. Còn bằng tứ tâm lực thì bằng sắc môn khoa. Dòng linh ơi kìa kìa, nếu hôm nay dòng linh có thọ cổ nơi chốn đài, thì cũng nhờ quan thần tam bảo Phật pháp tăng, pháp đàn minh minh sanh hôm nay được giải thoát. Thiền hiện tại đồng tử để hồn hồn quý, nhớ nhân dục lý trí, tam đế nhất thiết Phật, ứng quan pháp giới tánh, nhất thiết à. Nhất thiết à, do tâm à, tạo phá địa ngục chân ngôn, ám già ra đế giả ta bà. Quy à, giả giả kính mát bạch chân chư tôn thần đức tăng A Di Đà Phật. Mấy lời phân bạch đà được phân minh mô Phật, kiền kiền giờ tí canh ba đã vừa đi vàng. Mong quái thần chư Phật cùng tấm lòng thành, con thảo cháu hiền một lòng à, hướng về tam bảo nhất điện, nhất điện mà minh sanh an thề phát, nhị điện mà ngọc thố định tam hồn, tam điện minh sanh quần chân thể, quy hướng liên trì đảnh lệ tam tôn. Sàng tay triệu thần chân ngôn tuyên dương gì, chúng đặng cùng tam chủ kiền thành thượng, ba thịnh là hương hoa
thân. Nam mô Nhất Tâm Phụng Thịnh, chúng sanh độ hết mới thành Phật, địa ngục chưa không thể chẳng chứng niết bàn. Rằng người châu sáng xa nước xưa đường, sức mạnh từ bi dòng tan cửa ngục. Đại bi đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát, tiếp dẫn hương linh cụ bà cô thanh Phạm Thị Mai sanh năm Mậu Tý Hương, thọ 74 tuổi, bất giác phạm sanh ngày 17 tháng 11 năm Tân Sửu lúc 20 giờ. Giết thời mà chung về kim đồng ngọc nữ dẫn xuất thành hoàng chi lộ, lai nhập minh sanh phận minh hiển hiện hương qua a a ý a a a a qua a a a lòng mừng phấn khởi, dạ nọ rất vui, thẳng đến Tây Phương nhờ bạn về nơi tịnh độ họ họ. Dòng hồn ư ở ở dòng hồn an châu hoa, dòng cầu Phật tổ có tổ như lai nhất lệ nhất hưng mái thổ lễ Phật tôn Phật lệ mái thổ lệ cha như tiên phán giới tắc hà sa hồn tội chưa tất tận tiêu trừ tới đây thương hành Bồ Tát đạo nhị lời nhị bán vô lượng tôn pháp một lời lăng hàng biến thoát giới hạ xa hồn tội chương tất tận tiêu trừ thế thế hành Bồ Tát đạo tam tông tam vô lượng thanh tăng bỏ lời phước tiền biến pháp giới hạ xa hậu tội chương tất tận tiêu trừ tê tê tường hành Bồ Tát a a ý a 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
Bye.